Hello cả nhà, là Trung nè. Hôm nay nói sao ta, hôm nay chó cắn quá. Các bạn hiểu chó cắn là gì không các bạn? Bên Trung là chó cắn có nghĩa là ế đó. Nên thôi, hôm nay về sớm một chút kiếm gì ăn. Không, bên này thì hôm nay Trung tính là đi ăn đồ nướng đó, đồ nướng đồ lẩu. Thì các bạn cũng biết đó, nhắc cái đồ nướng đồ lẩu á là mình phải nhắc tới nhà hàng Hàn Quốc. Mà Trung biết là có những cái các bạn không có hiểu được cái từ Hàn Quốc nó là cái gì đâu. Các bạn hiểu không? Không hiểu đúng không? Hàn Quốc có nghĩa là cái đồ đó nó hư rồi, mình hàn xong mình quất. Dẫn chơi chút xíu. Có nghĩa là hôm nay Trung dắt các bạn đi nhà hàng Hàn Quốc. Cái nhà hàng này á thì nó cách Trung khoảng từ ba mấy bốn phút thôi. Nhưng mà nó chuyên bán đồ nướng nè, rồi lẩu, mà rất là nổi tiếng. Nó ở thành phố Annadel, thuộc bang Virginia. Thì từ đây đó khoảng ba mấy phút. Bây giờ là coi như là bây giờ là gần 7 giờ tối. Tới đó cũng khoảng 7:30. Cái nhà hàng này á, nó trước dịch á, là có nghĩa là khi mà dịch chưa có là nó mở 24 giờ, có nghĩa là 7 ngày trong tuần là 24 giờ luôn, muốn giờ ăn giờ nào thì ăn. Mà các bạn mà đi cái tầm giờ này á, là phải nhiều lúc đợi nửa tiếng đồng hồ nó mới có bàn, nó đông lắm. Nhưng mà bây giờ á, là dịch rồi cho nên nó mở tới có 10 giờ đêm à, cho nên ra đó ăn chút xíu rồi review rồi mấy món rồi cho các bạn ăn. Thì hôm nay thì cũng dắt thêm ông bạn nữa, tại vì ổng là Pepsi xanh đó các bạn. Pepsi xanh có nghĩa là tài trợ mình á, ổng còn sau để tí xíu nữa ổng dắt mình ra, giống như hôm bữa đi hàng Nhật á, hôm bữa đi hàng Nhật á ổng tài trợ, thì hôm nay ổng cũng tài trợ. Mà thực sự ra bắt đầu cũng không muốn đi đâu, tự nhiên ổng gọn thoại ổng rủ đó, ổng rủ mà có kèo ăn mà không ăn thì cũng có lỗi với bản thân, phải không? Ok, bây giờ mình đi nha, tí xíu nữa tới nhà hàng rồi mình nói chuyện tiếp. Ok, bye bye. Ok các bạn, bây giờ mình tới rồi. Bên phải của Trung là nhà hàng Hàn Quốc Yachon. Bây giờ mình sẽ đi vô, mình sẽ review cái nhà hàng này. Mà hên quá, hôm nay ngoài cái anh hồi nãy nói là Pepsi xanh, hôm nay thêm một thằng nữa, gọi là Hiếu Lát. Nó là Trung, nó dắt Trung đi ăn luôn. Ok, đây đó, Hiếu Lát nè, đó, đó, đó nè. Vô trước anh lấy bạn trước anh. Cái gì vậy? Mất điện thoại hả? Các bạn thấy ở đây rất là đông các bạn. Mỗi lần mà tới ăn mà không có hẹn trước đợi lâu lắm. Nhưng mà các bạn thấy không? Đây rất là vắng luôn. Có thể ở đây tí nữa nó sẽ nướng cho các bạn ăn luôn. Đúng không? Không biết nha, tại vì mùa dịch là không biết là nó có cho nướng tại chỗ hay sao, hay là nó nướng sẵn cho mình. Ok, vô. Covid nó không có cho đụng vô menu luôn đó, có nghĩa là bây giờ mình phải bật điện thoại lên xong mình scan cái barcode xong nó mới xuất hiện cái menu rồi mình mới được order đồ ăn. Ok, giờ làm thử ra camera rồi nè. Nó kêu nè open Yachon cái gì .com nè, sorry nè, click vô đó, giờ ra đó, giờ vô menu. Ok, quay gì nữa, tí xíu quay đi. Ăn hết đi, khổ quá.
bây giờ là coi như là nó đồ mang đồ ăn ra rồi. Thì nói chung là nói sơ sơ về cái nhà hàng này nha. Pizza. Oh, pizza, pizza. Okay. Nãy tôi có nói là do anh Pepsi Xanh này anh mời. À ok, anh nhìn để khán giả anh biết hả, anh cũng mời. Rồi sau đó là đứa này nó giới thiệu cái nhà hàng này. À thì nó nhà nó gần đây cho nên nó coi như là mấy cái món này là do nó order. Cái vấn đề ngon hay không là từ từ mình nói à. Còn nếu mà nó không ngon á, lần sau là mình không ăn nữa. Nó dẫn chơi vậy thôi chứ nhà hàng này chúng ăn rồi rất là ngon. Ok, bây giờ á, đây nè các bạn nhìn không, đây là heo à, biết hả, biết mẹ nó lộn biết đó, mình tự mình nướng mình ăn luôn nha các bạn. Đó, rất là ngon. Rồi cái này là mực hả, mực xào giống như mực xào Trung Quốc rồi đó. Này bò xào gì, cái này là bò xào me. Cái này mà ăn cơm nữa là bắt cơm lắm nha. Cái bột này tiên ngon rồi. Đó. Như một cái này là seafood pancake. Dạ. Đó là bánh hải sản. Bánh hải một cái nhà hàng Hàn Quốc mà nó cũng có cái món này á. À. Dòng dòng mấy cái này nó ngon lắm. Ngon hơn. Cái này thì em không biết mà mấy món này. Tự ra những cái người nào mà ở đóng người trong nhà. Em vô ăn rồi. Em vô ăn rồi. Ai cũng biết cái nhà hàng này các bạn. Nó mở 24/7. Có nghĩa là 7 ngày, 24 giờ. Nhưng mà do là Covid nên bây giờ nó sẽ đóng cửa vào lúc 10 giờ. Hiện tại bây giờ chắc 8 giờ mấy hả? Nhưng mà kệ nó, mình ăn chừng nào mà hết thì thôi. Cái sườn bò kia là đây là hiếu. Hiếu sườn bò này nổi tiếng này lắm. Cười. Bên kia là vợ. Vợ của Hiếu. Bên kia là con. Con của Hiếu. Hả? Đó, Pepsi Xanh này vợ cả nhà đó. Em cần biết ha, em chỉ cần biết đây là Pepsi Xanh nè. Này là chỉ là này là tài trợ, còn cái này là đồng bảo trợ. Hả, nghe Việt Nam nó hay nói vậy á. Thí sinh đâu? Thí sinh đây, thí sinh đây. Okay. Bây giờ là để chúng ăn chút xíu đi. Chút xíu một vài tiếng mình có chuyện biết, ok. Ăn đi, chứ bây giờ xung quanh chung ở địch không à. Nói hồi là không có đồ ăn luôn. Ok các bạn, như vậy là no say rồi. Xỉn rồi, giờ chắc về thôi. Ok các bạn thấy ăn hàng quốc sao cũng ok đúng không? Có nghĩa là hàng để quốc. Thôi cũng cảm ơn đơn vị tài trợ Pepsi Xanh, anh Huy, cơ hóa thằng thằng này nó dắt tới ăn. Ok, cảm ơn hàng này ok. Ê quên lộn, cảm ơn anh, cảm ơn thằng này. Rồi, ok, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại ở những cái nhà hàng tiếp theo. Bye bye.